Dự đoán kết quả trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1 năm 2023 trong khuôn khổ bán kết lượt đi AFF Cup 2022, soi kèo bóng đá cập nhật tỷ lệ cược mới nhất trong trận Indonesia đấu với Việt Nam trên sân Buk Bukano. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá, nơi chia sẻ thông tin bóng đá mới hấp dẫn và uy tín. Mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. AFF Cup 2022 đã kết thúc những trận tranh tài ở vòng bảng. Bốn đội tuyển xuất sắc nhất lọt vào bán kết gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Cụ thể tại bảng A, đội tuyển Thái Lan đứng đầu sẽ gặp đội tuyển Malaysia, đội đứng nhì ở bảng B. Và đội đứng đầu bảng B là đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia, đội đứng thứ hai ở bảng A. Cuộc đối đầu thú vị Malaysia và Thái Lan, Việt Nam và Indonesia hứa hẹn tạo ra những trận bán kết AFF Cup 2022 đầy hấp dẫn. Trong đó, trận đấu ở vòng bán kết lượt đi Giải AFF Cup 2022 giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra tại Jakarta, Indonesia được xem là cuộc đấu cân tài cân sức của hai đội. Thời gian gần đây, những cuộc gặp giữa hai nền bóng đá tăng lên khá nhiều ở cả cấp độ U23, U19 cho đến đội tuyển quốc gia. Do đó, cuộc cuộc chiến giữa huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong và thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo cũng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ, không chỉ ở tại khu vực Đông Nam Á và ngay tại Hàn Quốc. Trong quá khứ, Indonesia chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu đối với tuyển Việt Nam. Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam đã 25 năm chưa biết mùi chiến thắng trước Indonesia ở giải đấu AFF Cup. Trong trận đối đầu với Philippines ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, Indonesia đã có chiến thắng 2-1. Điều đáng nói, Indonesia rất cần một kết quả có bao nhiêu bàn thắng để cạnh tranh ngôi đầu bảng A với Thái Lan, nhưng các cầu thủ của họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn và đánh chấp nhận kết quả thắng 2-1 khi kết thúc trận đấu. Qua đó, Indonesia với tư cách như bảng A AFF Cup 2022 sẽ tiếp đón đội tuyển Việt Nam đội nhất bảng B trong trận lượt đi ở vòng bán kết. Trong trận lượt đi ở vòng 4 đội mạnh nhất trên sân vận động Bukano ở Jakarta, Indonesia. Trận gặp đội tuyển Việt Nam tới đây lưu đoàn bóng đá Indonesia rất lo ngại về an ninh trật tự. Vì thế trận đấu giữa hai đội được đẩy lên đá sớm vào lúc 16 giờ 30 phút. Liên đoàn bóng đá Indonesia dự kiến phát hành 70.000 vé ở trận đấu này. Trong những cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam, dưới thầy huấn luyện viên Sinh Tê Giang, Đội tuyển Indonesia chưa từng thắng khi đối đầu với đội bóng thường được gọi là những chiến binh sao vàng. Cụ thể, ở cấp độ chuyên môn, đội tuyển quốc gia Indonesia từng bị Việt Nam vùi dập 0-4 ở vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á vào tháng 6 năm 2021 và hòa 0-0 tại AFF Cup 2020 vào tháng 12 năm 2021. Ở cấp độ U23, đội tuyển U23 Indonesia đã từng là bài tướng của U23 Việt Nam tại SEA Games diễn ra năm 2022 vào tháng 5 vừa qua. Lúc này, đội tuyển Indonesia đang có trong tay đội hình chất lượng với những cầu thủ trẻ tài năng chơi bóng ở nước ngoài như hậu vệ, như hậu vệ Anawi Mangkulam, trung vệ Anan Bagos, tiền vệ Witan Suleiman. Bên cạnh đó, Indonesia cũng tận dụng nguồn lực kiều bào để bổ sung sức mạnh cho đội tuyển với những gương mặt nổi bật như hậu vệ Jordi Abad thường chơi tại ngoại hạng Anh, Anh hay Sandy Watts từng chơi tại giải vô địch quốc gia Bỉ, nhập tính những cầu thủ chất lượng như tiền vệ Mark Clock, Hà Lan hay tiền vệ hay tiền đạo Spasovic gốc Montenegro. Trận bán kết này, đội tuyển Indonesia sẽ phải đón nhận hung tin khi thủ thành số 1 của họ là Nadeo Aguaguinata bị chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận bán kết lượt đi. Theo đó, trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, thủ môn này đã va chạm với tiền vệ Seven Rock bên phía Philippines và phải rời sân ngay phút thứ 22 của trận đấu. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Indonesia được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trên thực tế, các nhà đương kim á quân của giải đấu đã thể hiện phong độ ổn định ở vòng bảng. Indonesia đánh bại Campuchia, Brunei, Philippines và Cộng hòa Thái Lan. Ở phía đối diện, đội tuyển Việt Nam đã có trận thắng 3-0 trước Myanmar để vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Ngay sau chiến thắng, các cầu thủ ban huấn luyện đã tức tốc di chuyển sang Indonesia trong đêm để chuẩn bị cho trận bán kết. Bước vào trận gặp Myanmar, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định tung ra đội hình mạnh nhất để tiếp đón đội bạn ba mũi tấn công Tiến Linh, Tuấn Hải và Văn Quyết. Trong khi đó, sự có mặt của Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải, Tấn Tài cũng mang đến nhiều giải pháp tiếp cận khung thành với sức mạnh tấn công đội tuyển Việt Nam đã có hai bàn thắng trong hiệp 1 và một bàn trong hiệp thi đấu thứ hai. Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang được đánh giá là ứng viên số 1 trong ngôi vị vô địch AFF Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang nắm trong tay đội hình mạnh của bóng đá Việt Nam với ít nhất hai đội hình có chất lượng tương đương nhau, trong đó gồm nhiều gương mặt nổi bật như Tiến Linh, Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức. Gặp Indonesia bán kết lượt đi dù làm khách nhưng các chiến binh sao vàng được nhà cái đánh giá nhìn hơn với mức cao chấp 1 phần 4 trái. Đây là mức chấp hợp lý đối với dòng vàng. Qua đó thể hiện bản lĩnh của ứng viên vô địch khi thắng 3 hòa 1 sau 4 trận đấu mà không để thủng lưới bàn nào. Trận đấu giữa Indonesia Việt Nam diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1 năm 2023. Nhà cái nhận định Việt Nam xếp cửa trên và đưa ra tỷ lệ cược chấp 1 phần 2. Tôi tuyển Việt Nam đã lập kỷ lục không thua và không để thủng lưới bất cứ bàn thắng nào trong vòng bảng của ba kỳ AFF Cup gần nhất. Như chia sẻ của luyện viên Park Hang Seo, ông đánh giá cao sức mạnh của Indonesia. Tuy nhiên, thầy Park cũng tin rằng đội tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng.